Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Alien Game. Và như cái tiêu đề các bạn cũng đã biết thì ngày hôm nay trong cái phiên bản mới nhất của Mini World 0.49.0 chúng ta sẽ có một chức năng mới vô cùng lợi hại. Đó chính là chức năng sao chép gói login qua nhiều map khác nhau. Và ở cái chức năng này thì khá là lợi hại cho tất cả những bạn nào đã là developer và sắp trở thành developer, muốn làm những cái map xịn sò như là dạng simulator hay là dạng RPG mà luyện cấp cày cuốc đồ á. Thì các bạn cũng đã biết ha, đối với những developer mà xịn sò như là bạn Arthur hay là bạn Angel Hero hay là Alien Game mình hay là rất là nhiều những bạn khác nữa, thì cái giới hạn login trong một cái ID của mỗi người á, nó sẽ có giới hạn nhất định thôi. Nó không phải là mình muốn tạo bao nhiêu login cũng được đâu mọi người. Cho nên á, là sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà các bạn làm những cái map bự hơn, xịn hơn, nhiều login quá nó không thể chứa được hết. Cho nên cái chức năng này sẽ là cái chức năng giải đáp cho chúng ta, giải quyết cho chúng ta cái vấn đề đó. Thì các bạn có thể sao chép được nhiều cái login qua nhiều loại map khác nhau. Ví dụ như một cái map này các bạn làm thể là bắn súng đúng không? Và các bạn build một cái map thứ hai mà các bạn muốn sử dụng lại những cái súng mà trong cái map cũ của mình, thì mình phải tạo lại từ đầu. Thì bây giờ chúng ta không cần phải tạo lại từ đầu nữa, no. Chúng ta chỉ cần sao chép của map 1 qua map 2 thôi là xong. Và cách sao chép như thế nào và để làm như thế nào để có thể sao chép những cái đó, và sau này chúng ta còn có thể bán được mô hình hay là bán được những gói login nữa, thì các bạn hãy cùng theo chân Alien Game nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và trước khi đến với video, các bạn nhớ cho mình xin một like nè, chia sẻ với bạn bè, bấm nút subscribe cho đăng ký, chọn tất cả để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha. Ok, sau khi làm xong những bước đó thì chúng ta sẽ đến với phần intro. Let's go. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để chúng ta tạo một cái gói login để chúng ta có thể sao chép vào những cái map khác nha. Thì đầu tiên mình sẽ vô đại một cái map nào đó, ví dụ như là map Alien Game Galaxy World của mình. Thì ở trong cái map này là một cái map PvP cũ rồi ha, lâu đời lắm rồi. Thì chúng ta sẽ có một số những cây súng, khi mà bạn bấm B lên, các bạn bấm vô phần sửa thì đó, đây là những cây súng trong login của mình. Bên đây thì chúng ta cũng có phần login gốc, thì mình cũng đã tạo những cái vật phẩm login ở đây nè. Đó, và để sao chép những cái này thì đầu tiên chúng ta cần phải tạo một cái gói login trước. Để tạo gói login á, thì các bạn sẽ bấm vô cái ngôi nhà ở trên đây, được chưa? Bấm vô. Thì á, hồi nãy mình cũng đã test thử rồi, thì đây mình sẽ có cái gói login và mình cũng đang bán ở trên thư viện mô hình mini luôn. Để làm được như vậy á, thì các bạn đầu tiên sẽ vô cái map hiện tại của mình nè. Đây là cái gói của mình đã tạo đúng không? Thì bây giờ mình sẽ xóa nó đi để mình tạo lại cho các bạn xem. Thì khi mà các bạn bấm vô cái hình ngôi nhà đó thì nó sẽ ra cái này đúng không? Thì ở dưới đây cái gói login của mình sẽ nằm ở phần dưới cùng. Hình như là hiện tại chỉ có một số các developer đã được đăng ký trước mới có cái chức năng này thôi. Còn những bạn sau thì chưa có thì phải. Cho nên là các bạn cố gắng chờ đợi, kiên nhẫn trong thời gian sắp tới nha, để cập nhật hết cho tất cả mọi người. Rồi, sau khi vào gói login này, các bạn bấm vô cái chữ tạo bên đây, thì chúng ta sẽ có thể chọn những cái vật phẩm login ở trong map đó của các bạn. Thì ví dụ như là chọn ở đây là những cái vật phẩm login mà mình đã tạo ở trong con map Galaxy World này của mình. Đó, các bạn cứ chọn bao nhiêu cái vật phẩm mà các bạn muốn sao chép thì các bạn cứ chọn hết đi. Hồi xưa thì khi làm map mới thì chúng ta muốn sử dụng những cái này, chúng ta phải tạo lại từ đầu, từ đặt tên nè, chọn mô hình hoặc là đặt sát thương gì đó. Ở lần này thì chúng ta chỉ cần sao chép thôi. Sau đó thì các bạn bấm vô xác nhận thêm ở phía dưới. Ok, thì lúc này mình có thể đặt tên cho cái gói login của mình, như là Alien Game 1 đi, đó cho dễ. Và kèm với đó chúng ta cũng có thể chọn một tấm hình thumbnail cho cái gói login này để các bạn biết nó là cái gì. Thì bây giờ mình sẽ đổi một cái góc khác đi. Đó, mình sẽ chụp cái này. À, thì để các bạn phân biệt được, nhìn vô là biết cái gói này là gói gì của mình. Đó, để sau này mình bán nó dễ hơn. Tiếp theo sau đó thì ở phần này chúng ta có một cái chức năng nữa là cho phép người chơi chỉnh sửa nội dung của login. Thì cái này các bạn bật cũng được, không bật cũng được. Nếu như cái vật phẩm của các bạn mà nó quá bá đạo hay gì đó thì các bạn có thể tắt cái này đi để người chơi không được chỉnh sửa cái chức năng đó. Hoặc là những cái chức năng nó quá đơn giản mà các bạn có thể cho người chơi chỉnh sửa cho nó phức tạp hơn thì các bạn bật lên, cái này thì tùy, sao cũng được. Và sau khi tạo xong thì chúng ta chỉ cần bấm chữ tạo thôi. Nhắc lại là khi bất cứ những cái login nào khi tạo mới hay chỉnh sửa thì chúng ta đều phải vào game lại một lần nữa, giống như là thao tác vừa rồi, để các bạn load lại những cái mới nha. Thì khi bấm lên lại một lần nữa thì các bạn sẽ có một cái gói login Alien Game 1 ở đây với hình thumbnail mình mới vừa tạo luôn. Thì lúc này khi đã tạo xong cái gói login này thì các bạn sẽ có bấm vô thư viện chính thì chúng ta sẽ có cái gói login nó nằm ở đây luôn nè. Đó, rất là dễ đúng không? Và để sao chép qua một cái map khác thì bây giờ mình sẽ vô thử một cái map khác để mình sao chép cho các bạn xem. Pháo đại chiến này là một cái dạng map PvP rất là cổ xưa của Alien Game rồi nha. Trong cái map này nó chỉ có một cây súng và một cái kiếm thôi mọi người. Thì khi phải bấm vô phần login vật phẩm nè,
A nó có một cái súng, một cái kiếm và một cái sẻng, không còn gì khác hết. Bấm chữ B lên thì các bạn bấm vô phần sửa thì cũng sẽ thấy có ba cái này thôi. Rồi để bây giờ cập nhật để chúng ta có thể di chuyển những cái mô hình hồi nãy để qua đây á, thì cũng rất là đơn giản ha. Các bạn chỉ cần qua chế độ chỉnh sửa, nhớ là phải map của mình tạo mới được nha. Tiếp theo sau đó các bạn sẽ bấm vô cái ngôi nhà lại một lần nữa nè. Rồi vô cái phần thư viện chính gói login, bấm quản lý nè. Sau khi bấm quản lý xong, bạn bấm vô tích vô chữ V cái gói login mà các bạn muốn sử dụng. Sau đó chúng ta sẽ bấm chữ thêm vào ở dưới đây đó, và vào game lại một lần nữa. Thì sau khi vào game lại một lần nữa, các bạn bấm cái phần login lên, các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ tại vì nó không có cái gì trong đây hết. Đúng, tại vì đây là login được sao chép từ gói login ẹp vô trực tiếp vô luôn. Thì chúng ta sẽ bấm chữ B lên vô phần sửa, lúc này nó sẽ có tất cả những cái vật phẩm của gói login mà chúng ta mới vừa ẹp vô. À, nó sẽ hạn chế được rất là nhiều, tại vì cái phần login này nè, các bạn sẽ bị giới hạn login, các bạn không phải là muốn tạo bao nhiêu cũng được đâu. Ví dụ như các bạn tạo cái map này 100 cái login đi là nó sẽ không tạo được thêm nữa. Thì lúc này để có những cái login mới thì các bạn có thể tạo cho một cái map khác, sau đó sao chép bằng gói login ẹp vô để chúng ta có những cái vật phẩm ở đây. Đó, lợi hại là ở chỗ đó. Đơn giản đúng không? Đó là cái cách để chúng ta có thể sao chép được login từ map này sang map khác một cách vô cùng đơn giản luôn. Và để làm sao để chúng ta kiếm lợi nhuận cho developer bằng cách là bán những cái gói login này như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nha. Bạn nào chưa biết cách sao chép login từ map này qua map khác thì có thể tua lại đoạn trước để xem. Thì sau khi mà chúng ta đã tạo xong gói login, chúng ta bấm luôn một lần nữa nè, thư viện chính nè, gói login vừa mới tạo nè, được chưa? Các bạn sẽ bấm lại quản lý một lần nữa, chọn vô cái đó. Và để bán được những gói login này trên thư viện mô hình mini thì các bạn giống như mô hình gì đó thì các bạn sẽ cần phải tải nó lên trước. Đầu tiên chúng ta sẽ tải lên trước, được chưa? Sau khi tải lên xong rồi thì lúc này các bạn sẽ vào thư viện vật liệu cho mình, bấm vô phần của tôi, bấm vô phần tôi bán. Thì lúc này các bạn chỉ cần bấm thêm vật phẩm cần bán. Bên đây là để bán mô hình mini như bình thường, bên đây là bán mô hình gói login. Thì lúc này các bạn chỉ cần bấm xác nhận vô, chọn cái gói login mà các bạn vừa mới tải lên là Alien 1. Bạn bấm xác nhận vô. Lúc này thì chúng ta có thể chọn được là bán miễn phí, bằng đậu, bằng xu, đặng điểm ni gì đó, tùy các bạn. Mình sẽ bán thử ở đây ví dụ là 100 đậu đi. Rồi các bạn cũng có thể tích vô cái quảng cáo này để người chơi có thể xem quảng cáo luôn. Mình sẽ để lên cao chút xíu để cho người ta xem quảng cáo, hoặc là để thấp, hoặc là miễn phí gì đó, tùy các bạn ha. Mình sẽ để khoảng 200 đậu đi. Rồi 200 đậu. Miêu tả ở đây thì các bạn có thể đặt là đây là vũ khí của map Alien Galaxy gì đó. Rồi bấm vô chọn vũ khí này để người chơi dễ tìm kiếm hơn nè. Ở đây các bạn có thể chọn là gói login vật phẩm hay là gói login khối vuông sinh vật gì đó. Bấm OK vô. Sau đó bấm đặt lên kệ hàng và chờ đợi thẩm định từ Miniworld. Khi mà đã thẩm định xong thì nó sẽ lên được. Cái này là nãy mình test nè, giờ mình sẽ gỡ đi cái đặt. Đó, mình chỉ bán một bên thôi. Bạn nào muốn mua, muốn ủng hộ thì có thể xem quảng cáo để ủng hộ cho Alien Game, OK. Rồi, và đó là cái cách để chúng ta có thể sao chép login, bán login, bán gói login luôn đó bạn. Đó, hoặc là chỉnh sửa, sau này có những cái hay ho nữa thì bạn có thể chỉnh sửa trên đó. OK, và cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video đến giờ phút này. Và nếu như các bạn thấy hay, các bạn hãy cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm nút subscribe để đăng ký, chọn tất cả để không bỏ lỡ những clip trong tương lai. Bất kỳ những thắc mắc nào các bạn comment bên dưới thì sắp tới mình sẽ làm những video để hướng dẫn cho các bạn nha. Và đừng quên cung giờ trong khóa học mini mùa 2 vào lúc 7 giờ đến 9 giờ tối, có thể thay đổi một chút xíu là vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, chứ không phải là thứ sáu nữa nha mọi người. Đó, thì ở khóa học mini mùa 2 này chúng ta sẽ được học về cách để làm map Restaurant Simulator, là nhà hàng, giả lập nhà hàng đó các bạn, với con map mới của mình trên màn hình. Đó, các bạn có thể chơi thử để trải nghiệm, và cũng như là sẽ hướng dẫn các bạn từng bước từ cơ bản đến phức tạp trong thời gian sắp tới vào 7 giờ đến 9 giờ tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. See you again và hẹn các bạn vào những video lần sau. Tạm biệt.